Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Toyota Camry bản 2.5Q, sản xuất là năm 2021. Một chiếc xe được đánh giá là ông vua doanh số trong phân khúc hạng D tại Việt Nam. Các đối thủ lần lượt ra mắt các phiên bản nâng cấp nhưng không thể cạnh tranh được với mẫu xe này về kiểu dáng cũng như là cái vận hành, độ bền, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cái khả năng giữ giá của chiếc xe được đánh giá cao. Với chiếc Toyota Camry 2021 tiếp tục được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Nên là chiếc xe thì nó có các phiên bản như là 2.0G, 2.5Q và một phiên bản nữa là bản 2.0Q để anh chị và các bạn có thể lựa chọn và cân nhắc về cái tầm tiền. Với ngoại thất của chiếc xe, anh chị bạn có thể thấy qua ở phần đầu xe với những thiết kế nhìn trông nó trẻ trung và năng động, duy trì những đường nét thiết kế sang trọng và lịch lãm so với các phiên bản tiền nhiệm trước đây. Về tổng thể của chiếc xe thì Toyota Camry 2021 vẫn có cái chiều dài của chiếc xe là 4.885mm và chiều rộng là 1.840mm, chiều cao là 1.445mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe là 2.825mm, khoảng sáng gầm của chiếc xe là 140mm. Đấy là tổng thể. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, cảnh báo vượt trên gương ở dọc thân xe cũng được trang bị đầy đủ. Mâm thì trang bị mâm đa lan hợp kim. Những đường nét tổng quan sơ qua ở phần đuôi xe với cụm đèn hậu dạng LED và những các chi tiết thiết kế rất là tỉ mỉ. Rồi là có những tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam lùi, mang lại cho anh chị và các bạn cái sự tự tin khi lùi xe, đảm bảo an toàn cho người phía sau và bản thân. Bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe. Với một cái không gian chứa đồ khá là rộng rãi, có nốp sơ cua bên dưới cũng như cái phần bậc cốp của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp do bác chủ đi khá là giữ gìn, cẩn thận. Sơ cua vẫn còn rất mới này, đồ nghề, kích lốp, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ đóng lại cái phần cốp và mời anh chị và các bạn đi tham quan về không gian khoang hành khách của chiếc xe. Đấy, những đường nét về keo chỉ thì cũng quay lại cho anh chị và các bạn có thể tham quan chút. Đấy, khi anh chị và các bạn cần xem hoặc là mình đã yêu thích chiếc xe này rồi thì mình có thể mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại, kiểm tra, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai. Và cái thông số về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó rơi vào khoảng 11,29 lít cho đường trong phố, còn ngoài đô thị khoảng 5,4 lít, kết hợp khoảng 7,56 lít. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng rất cân nhắc cho một cái khối động cơ máy 2.5. Và đây là những cái chi tiết về cánh cửa ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Và những cái phần hệ thống táp ly, phím bấm hay là rèm che nắng được trang bị đầy đủ. Đấy, những cái tiện ích của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều. Và với cái không gian ghế ngồi bên trong thì ta sẽ cùng ngắm qua các chi tiết để anh chị bạn cùng tham quan đánh giá từ hệ thống ghế ngồi. Với hệ thống ghế da của chiếc xe thì trang bị cho anh chị bạn ghế da màu đen này thì giúp cho cái nội thất bên trong nhìn trông nó sạch hơn với bộ màu kem. Màu kem thì giúp cho cái không gian nó sẽ cảm giác nó rộng rãi, nhưng mà cái quá trình vệ sinh của nó thì sẽ cần mình phải vệ sinh nhiều hơn. Đây là những cái phần bệ tì tay với những phím bấm được thiết kế thay đổi lại bằng phím cảm ứng. Trước đây là những cái phiên bản trước đây thì nó sẽ là phím cơ học. Đấy, những điểm để thay đổi mang đến cái thiên hướng hiện đại hơn. Với tính năng công nghệ an toàn ở trên mẫu xe này thì nó trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều các tính năng an toàn với 7 túi khí cam lùi cảm biến hỗ trợ khởi hành ngang dốc là đủ đèo, rồi là rất là nhiều cái tính năng hỗ trợ người lái giúp anh chị và các bạn có cái trải nghiệm tuyệt vời với các chế độ lái khác nhau như là Eco, Normal, Sport. Phần ghế ngồi của chiếc xe thì có trang bị như là hệ thống ghế chỉnh điện hai bên và ghế lái thì có nhớ ghế hai vị trí. Đây là những cái phần như tính năng cũng như ở phần cánh cửa và những cái chi tiết ốc bản lề để anh chị và các bạn có thể tham quan. Ghế ngồi có bơm hơi lưng, thông số về năm sản xuất cũng như là xuất xứ của chiếc xe anh chị có thể tham khảo. Đấy.
với ghế chỉnh điện 10 hướng, mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời. Chống trơn trượt này, đấy, rồi là hệ thống vô lăng có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ TFT 4,2 inch và 7,7 inch, 7,7 inch lần lượt cho hai phiên bản 2.0 và 2.5Q. Với bản 2.5Q là 4.2. Đấy. Các chi tiết về màn hình giải trí, các tiện ích của chiếc xe nó mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang máy của chiếc xe để mình có thể là kiểm tra đánh giá được là xe nó có bị đâm va hay thay thế gì không, để anh chị bạn có thể đánh giá cùng em. Với những con ốc bản lề hay là những phần ốc bắt bèo, ốc chân máy, ốc mặt máy, đấy, những điểm anh chị có thể đánh giá về cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là 2.5 và cái 4 xi lanh thẳng hàng với 16 van DOHC, tích hợp van biến thiên VVTi giúp cho chiếc xe có công suất lên tới 181 mã và sức kéo lên tới 235 Newton. Với phiên bản này sử dụng là hộp số tự động là 6 cấp với dẫn động cầu trước cho anh chị bạn cái trải nghiệm tuyệt vời. Mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn trong khoảng loanh quanh 1 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể thông tin như nào thì các bác có thể kết bạn Zalo. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.